Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Ham Thủ Thuật của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục cái lỗi chúng ta không mở được Messenger nhé. Khi mà mình mở Messenger như này thì nó tự out ra. Đó, mình không thể nào mà mở được Messenger. Thì cái lỗi này xảy ra có thể là do cái phiên bản Messenger của chúng ta đã bị cũ đấy. Mình sẽ mở lại cho các bạn coi này. Đó, nó out ra luôn, nó không thể mở được nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cho mình là App Store này. Sau đó các bạn gõ cho mình cái từ khóa là Messenger nhé. Đó, thì ở đây Messenger nó có cái bản cập nhật này. Các bạn sẽ cập nhật cho mình nhé. Đó, thì các bạn có thể là cập nhật cái phiên bản mới, hoặc là các bạn có thể là gỡ đi, sau đó là các bạn cài lại cũng được nhé. Đó, trong cái trường hợp này của mình thì là trước đó là cái Messenger này nó được tải bằng cái tài khoản, một cái tài khoản ID Apple khác ấy. Thế nên là mình đã gỡ nó đi rồi. Bây giờ thì mình đang tải lại cái Messenger này nhé. Ok, Messenger của mình đã cài xong này, mình sẽ mở ra này. Rồi mình tiếp tục đăng nhập này. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử thoát ra, sau đó mình mở lại coi sao nhé. Đó, mình thoát hết đa nhiệm đi này. Rồi mình sẽ mở lại Messenger của mình coi sao nhé. Đó, các bạn để ý này, nó không bị cái lỗi nào, nó bị out ra nữa rồi nhá. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục cái lỗi là chúng ta không mở được Messenger. Các bạn cứ mở Messenger thì nó tự out ra. Thì cái lỗi này là do cái phiên bản Messenger nó bị cũ nhá. Các bạn chỉ việc cập nhật cho mình lên cái phiên bản mới. Còn nếu mà nó lại được tải bằng một cái tài khoản khác đấy, thì các bạn có thể là xóa đi, sau đó là các bạn tải lại bằng cái tài khoản iCloud của bạn nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.